Tống Viết Hòa, chủ vũ trường phi thuyền cùng năm cảm giờ ra sao? Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bảng. Phu thuyền là một trong những địa điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn những năm 2000. Những vụ việc tại đây cũng là lý do để Hải Bánh ra tay khử Dung Hà. Bởi lúc đó Hải Bánh đang bảo kê vũ trường này mà Dung Hà lại đến quấy phá. Được biết chủ vũ trường này là Tống Viết Hòa, một trong những đại gia khét tiếng thời đó. Vậy sau vụ án năm cam, Tống Viết Hòa giờ ra sao? Hôm nay hãy cùng OV Đại Bảng tìm hiểu. Tiểu sử Tống Viết Hòa Tống Viết Hòa sinh ngày 26 tháng 10 năm 1959 tại Bến Tre. Được biết gia thế của Tống Viết Hòa khá khủng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngành quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tống Viết Hòa công tác ở các đơn vị sau. Từ năm 1975 đến năm 1976, cán bộ khu ủy khu 8. Từ tháng 8 năm 1976, cán bộ ban tổ chức thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 9 năm 1976 đến năm 1979, được cử đi học tại trường bổ túc công nông Thủ Đức. Từ năm 1980 đến năm 1982, học trường Đại học Hàng Hải thành phố Hải Phòng. Từ năm 1983 đến năm 1989, cán bộ công ty vận tải biển Sài Gòn. Từ năm 1990 đến năm 1995, phó giám đốc thường trực công ty vận tải biển Vũng Tàu và học đại học tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996 làm kinh tế tư nhân, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu tránh Nghiệp, doanh nghiệp tư nhân cánh buồm, công ty cổ phần Hải Duy, công ty tập đoàn đầu tư và phát triển Tân Hưng Thịnh. Được biết những năm 90 2000, các đại gia trẻ đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực nhà hàng vũ trường bởi nguồn lợi thu được khá lớn cũng như có thể vui chơi giải trí được. Và Tống Viết Hòa cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi mở vũ trường phi thuyền, vũ trường được xem như lớn nhất Sài Gòn lúc đó. Sau này thì do tầm ảnh hưởng của Nam cam Tống Viết Hòa cũng cho ông chủ này hùn vốn. Tuy nhiên, vũ trường này chưa mở được bao lâu thì sự việc dung hà gây rối diễn ra. Chính điều này khiến cho Nam Cam gọi Hải Bánh xử bà chủ này, để rồi cả đế chế của ông chủ bị sụp đổ. Vũ trường phi thuyền cũng ngưng hoạt động từ đó. Tống Viết Hòa, Nam Cam, Hải Bánh đổ tội cho nhau. Sau khi chuyên án Nam Cam được thiết lập, Tống Viết Hòa cũng bị đưa vào diện tình nghi giết Dung Hà. Sau đó cả ba ông chủ này đã có một màn đối thoại trực tiếp với nhau tại tòa. Trong ngày thẩm vấn ngày 17 tháng 9 năm 2003, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ mối quan hệ giữa Tống Viết Hòa, Hải Bánh và Nam Cam để xác định đến tình tiết kháng cáo của ông Trùm về vụ giết Dung Hà. Hải Bánh vẫn khẳng định Nam Cam ra lệnh cho mình, trong khi Nam Cam phản bác, còn Tống Viết Hòa nói không biết. Trước sau như một, Hải vẫn khẳng định rằng việc mình sai đàn em đi giết Dung Hà là do nhận lệnh từ anh Nam. Phạm Nhân chịu án tù trung thân này nhấn mạnh. Lúc Dung Hà cùng đàn em đến quậy phá vũ trường phi thuyền, Lê Duy Long rút hàng nóng, đói bán ngày, Nhưng Phạm Nhân không cho, vì lúc đó chưa được sự đồng ý của anh Nằm. Chủ tọa hỏi, hàng nóng đâu mà Long có? Trả lời, do Phạm Nhân mang theo và đưa cho Long giữ. Hải cũng cho rằng, nếu ở Hà Nội thì Dung Hà không bao giờ dám đụng đến Phạm Nhân. Nhưng ở Sài Gòn, Dung Hà biết Phạm Nhân chịu sự quản lý của anh Nằm, muốn làm gì cũng phải hỏi anh Nằm nên mới quậy phá như thế. Hải khai mình làm bảo kê cho phi thuyền từ năm 1997, nhưng chưa bao giờ có sự phối hợp với bảo vệ vũ trường vì làm việc không chính thức. Cũng vì lý do đó, khi Dung Hà quậy phá thì bảo vệ phản ứng ngày, còn Hải giải quyết theo cách giang hồ riêng. Là người được xét hỏi đầu tiên trong buổi sáng, Năm Cam vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và trả lời lưu loát những câu hỏi của hội đồng xét xử. Mối quan hệ giữa Nam Cam và Tống Viết Hòa được chủ tọa Bùi Ngọc Hòa hỏi kỹ. Nam Cam khẳng định mình không hề hùn vốn và cũng không sai hải bảo kê cho phi tuyển. Tòa hỏi, Tống Viết Hòa có đưa tiền cho bị cáo không? Không. Tại sao bị cáo khai ở cơ quan điều tra là Tống Viết Hòa cho đưa tiền 3 lần, mỗi lần 30 triệu đồng, sau đó có đưa một lần nữa nhưng không lấy? Nam Cam không phủ nhận lời khai này, nhưng cho rằng việc Tống Viết Hòa đưa tiền là để trả nợ 20 lượng vàng cho mình. Được đưa ra từ phòng cách ly, Tống Viết Hòa tiếp tục giữ vững lời khai trước đây của mình. Ông chủ vũ trường phi thuyền nói Tôi chưa bao giờ trao đổi với Nam Cam về Hải Bánh Cũng như chưa nghe Hải nói gì về việc đó Tôi có bộ phận quản lý riêng ở vũ trường Và chưa bao giờ Hải can thiệp vào chuyện gì Lý do đưa tiền cho Nam Cam Hòa khai Hôm khai trương phi thuyền tôi có tặng anh Nam một số thẻ rượu Sau đó có lần anh Nam tiếp khách Thì nhân viên không biết nên vẫn tính tiền Anh Nam có phản nàn lại rằng làm như thế là mất mặt Vì anh Nam nói phi thuyền là của anh Để mọi người đến ủng hộ Do đó tôi đã lấy số tiền trong khoản chi phí tiếp khách chung 3% với 5 cam tại nhà hàng ra khơi và đưa cho anh Nam dùng luôn. Tuy nhiên việc Tống Viết Hòa lý giải và khẳng định mình chỉ quan hệ bình thường với Hải Bánh như một khách hàng không được tỏa chấp nhận. Chủ tọa Bùi Ngọc Hòa nhận xét, thái độ khai báo chưa nghiêm túc và công bố những lời khai trước đó của Hòa. Theo đó, ông chủ phi thuyền có quan hệ khá thân thiết với Hải Bánh, thông qua những sự kiện như cùng Hải đi ăn phở, đến cắt tóc, massage, tại tiệm hớt tóc của Hải. Thậm chí trước đó khi Dung Hà bị giết một tuần, Hải có tâm sự với Tống Viết Hòa về việc Dung Hà quậy phá ở tiệm và vũ trường. Nghe tòa phân tích, Tống Viết Hòa tỏ ra khá căng thẳng khiến hội đồng xét xử phải liên tục nhắc nhở nhân chứng bình tĩnh để trả lời đúng sự thật. Hòa cho rằng mình không mâu thuẫn vì khai theo đúng diễn tiến của mối quan hệ. Tôi được Nam Cam giới thiệu Hải là đàn em và Sài Gòn tu trí làm ăn. Lúc đầu tiếp xúc cũng hơi e rẻ nhưng sau đó thấy thái độ hòa nhã, lễ phép của Hải với mình, cũng như những lần ăn nhậu tại vũ trường đều trả tiền đàng hoàng, nên dần dần mối quan hệ đó trở nên thân hơn. Nghe tòa phân tích, Tống Viết Hòa tỏ ra khá căng thẳng, không thèm nhìn mặt Hải Bánh, Nam Cam, đứng lên phân tích. Bác bỏ lời khai của đàn em xưa. Ông ta nói trước vụ dung hà chừng một năm, từng hai lần cho Hải tiền là 10 triệu đồng, lần 500 đô la Mỹ, và cũng có ý định giới thiệu Hải vào làm ở phi thuyền. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Hải vào làm rồi. Nam Cam nói mình không có lý do để giết Dung Hà. Vì lúc xảy ra việc quậy phá phi thuyền, Nam Cam đang điều trị tại bệnh viện và chỉ nghe Hải kể lại. Nam Cam thừa nhận mình là đàn anh trong giới giang hồ Sài Gòn, còn Dung Hà chỉ là đàn em. Vậy khi nghe Hải báo chuyện Dung Hà quậy phá tại phi thuyền, bị cáo có thái độ thế nào? Tòa hỏi. Nam Cam trả lời. Bị cáo không nghĩ gì về việc đó, không ảnh hưởng đến bị cáo. Nếu nghĩ ngược lại còn có lợi cho bị cáo nữa chủ tọa hỏi tiếp trong giang hồ nếu đàn em qua mặt quậy phá thì xử trí như thế nào trả lời nếu có việc đó thì anh em kêu ra hỏi chứ không đến mức độ thanh toán nhau nhưng bị cáo đã từng sử dụng dùng hả tạt acid hủy diệt lê ngọc lâm năm cảm đáp vì giữa anh lâm và bị cáo có mối thủ với nhau anh lâm đã nhiều lần đe dọa bị cáo nếu bị cáo không ra tay trước thì cũng sẽ bị anh lâm hại còn cô dung thì chưa đến mức độ để ra tay Tại phiên tòa xuất hiện bà Hoàng Thị Liệu, mẹ nạn nhân Dung Hà. Trong đơn bà đòi những bị cáo liên quan trả chi phí lo mà chảy và các khoản tiền khác, tổng cộng 100 triệu đồng. Trước hội đồng xét xử, bốn bị cáo nằm Cam, Hải Bánh, Hưng và Trường Xuân đã chấp nhận liên đới bồi thường. Sau lúc đó bà Liệu lại thay đổi, đòi bồi thường nhân mạng là 500 triệu đồng. Chủ tọa Bùi Ngọc Hòa cho biết sẽ chuyển đơn của bà Liệu sang tòa nhân dân thành phố để xét xử riêng về dân sự. Sau đó đã có kết luận Tống Viết Hòa không liên quan đến vụ giết nữ quái Dung hả, cho nên ông đã được trả tự do thời gian không lâu sau đó. Hiện tại là đại gia khe tiếng. Sau khi vụ án nằm cảm kết thúc, Tống Viết Hòa không đầu tư vào lĩnh vực ăn trời nữa mà nhảy vào nhiều lĩnh vực khác. Hiện tại ông Tống Viết Hòa còn đứng tên nhiều công ty, trong đó có công ty cổ phần Redbrick Holding, công ty cổ phần năng lượng Redbrick, công ty cổ phần phát triển dự án Redbrick, công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Redbrick. Công ty cổ phần điện lạnh kỹ thuật cao Redbrick, công ty cổ phần Vạn Giai Lạc, công ty cổ phần Đắc Phát, doanh nghiệp tư nhân Cánh Buồm, trong đó công ty cổ phần Redbrick Holding được thành lập từ tháng 6 năm 2017 với quy mô vốn điều lệ lên tới 2.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do ông Tống Viết Hỏa sáng lập với tỷ lệ sở hữu 90% vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần theo mệnh giá lên tới 1.890 tỷ đồng. Ít tuần sau khi thông qua việc nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Hải Duy, ngày 27 tháng 9 năm 2019, LDG đã tổ chức lễ ký kết hợp tác đầu tư cùng Quỹ đầu tư quốc tế Redbrick Capital. Tại sự kiện này, hai bên cũng đã ký kết hợp tác phát triển chiến lược để chính thức triển khai dự án đầu tiên tại Đà Nẵng. Sự ra đời của Redbrick Holding có thể coi là chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của ông Tống Viết Hòa sau khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam nơi ông Hòa từng là cổ đông gần lớn, sắp nhập vào Sa Bành. Cụ thể, dữ liệu của chúng tôi thể hiện, ông Tống Viết Hòa và người thân từng sở hữu tới 18,2 triệu cổ phần PNB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam, tương đương với 4,56% vốn điều lệ nhà băng này. Đáng chú ý, truyền thông trong nước cũng từng ghi nhận một cá nhân tên Tống Viết Hòa được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị PNB tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013. Tuy nhiên tại đại hội, hội đồng quản trị PNB đã rút lại tờ trình này. Ông Tống Viết Hòa được giới thiệu có xuất thân từ khu ủy khu 8, từng có thời gian ngắn làm cán bộ ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1996, ông Hà chuyển sang làm kinh tế tư nhân và được biết đến với vai trò là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Chánh Nghiệp, doanh nghiệp tư nhân cánh buồm, công ty cổ phần Hải Duy, công ty tập đoàn đầu tư và phát triển Tân Hưng Thịnh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Quy mô tổng tài sản của LDG đạt 6.841 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác đạt 4.736,1 tỷ đồng, chiếm tới 69,2% tổng tài sản của LDG. Thuyên minh báo cáo tài chính cho thấy, LDG ghi nhận 927,5 tỷ đồng khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ ngắn hạn với công ty cổ phần Bắc Phước Kiển tăng 33,2% so với đầu năm 2021. Cùng với đó, LDG còn ghi nhận khoản đặt cọc ký cược ký quỹ giải hạn 1.001 tỷ đồng đối với công ty cổ phần Hải Duy và 823,3 tỷ đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần đối với ông Tống Viết Hòa. Hải Duy là chủ đầu tư dự án khu du lịch biển Bãi Bụt, Sơn Trà tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hay còn được biết với cái tên gọi mới là LDG Grand Miền Trung, diện tích 29 ha, tổng vốn đầu tư 4.655 tỷ đồng. Thành lập từ tháng 9 năm 2000, Hải Duy ban đầu có quy mô vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, các cổ đông sáng lập của Hải Duy đều là các thể nhân, bao gồm ông Tống Viết Hòa góp 45 tỷ đồng, sở hữu 45% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Hà Phương Hà góp 44,5 tỷ đồng, sở hữu 44,5% vốn điều lệ, bà Phạm Thị Thu Trang, người thân của ông Tống Viết Hòa góp 8 tỷ đồng, chiếm 8% vốn điều lệ. Ông Tống Viết Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 2% vốn điều lệ. Ông Lê Quang Luật góp 0,5 tỷ đồng, tương đương 0,5% vốn điều lệ. Là cổ đông lớn nhất, ông Tống Viết Hòa khi ấy đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật của Hải Duy. Với toàn bộ khối tài sản trên đây thì có thể nói ông Tống Viết Hòa sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ đồng. Trên đây là tiểu sử Tống Viết Hòa, chủ vũ trường phi thuyền cùng Nam Cam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.